Một vụ nổ ở nhà máy chế phẩm kim loại ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô đã cướp đi sinh mạng của 65 người và làm hơn 150 người bị thương. Theo truyền thông Trung Quốc, đây là thảm họa tồi tệ nhất trong ngành công nghiệp của nước này. Vụ nổ xảy ra vào lúc 7 giờ 37 phút sáng nay tại phân xưởng đánh bóng trục bánh xe của nhà máy chế phẩm kim loại Trung Vinh ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô. Nhà máy này chuyên sản xuất bánh xe cho các hãng chế tạo ô tô ở Mỹ, bao gồm tập đoàn General Motors. Theo Tân Hoa Xã, khi vụ nổ xảy ra, hơn 200 công nhân đang làm việc trong xưởng và 45 người đã chết ngay tại hiện trường. Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân của vụ nổ có thể gây ra bởi sơ suất hàn xì trên một căn phòng nhiều bụi. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin giấu tên từ chính quyền cho biết hai quan chức đã bị bắt giữ nhằm phục vụ công tác điều tra. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng cứu hộ, bác sĩ, cảnh sát đã nhanh chóng được huy động tới hiện trường. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết các nhà chức trách đã thiết lập 4 trung tâm hiến máu khẩn cấp ở Côn Sơn để hỗ trợ các nạn nhân. Một số sẽ được chuyển đến bệnh viện ở Thượng Hải và các thành phố lân cận để điều trị. Đến đầu giờ chiều nay, cảnh sát đã phong tỏa lối vào nhà máy. Các nhà chức trách cũng cử người dọn dẹp bên ngoài nhà máy. Đám đông người dân hiếu kỳ tụ tập và hàng dài xe chữa cháy đậu trước nhà máy là dấu hiệu duy nhất cho thấy thảm họa đã xảy ra vài giờ trước đó. Tuy nhiên, vụ việc cũng không gây bất ngờ đối với nhiều người. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn có tai tiếng về an toàn lao động kém. Người lao động nước này thường xuyên không được đào tạo đầy đủ để tự bảo vệ mình khỏi các tai nạn lao động đáng tiếc. Thông tin trên website của chính phủ Trung Quốc cho biết, ông Wang Yong, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, đang trên đường đến hiện trường theo yêu cầu của Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.